Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bùi Minh. Và hôm nay bên mình sẽ tiến hành là mở hộp một cái dòng sản phẩm của Vigracera với một thương hiệu mới ra, đó là Platinum. Một cái dòng sản phẩm, một thương hiệu cao cấp mà Vigracera muốn xây dựng mới ra trong thời gian gần đây. Và hôm nay sản phẩm bên mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là cái chiếc nắp ngồi êm mang mã là P11357. Thì đây chính là cái phần bao bì của sản phẩm này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mở nắp cái dòng sản phẩm này để chúng ta cùng xem nhé. Đây chính là phần bên trong của sản phẩm mà sau khi mình đã mở hộp, chúng ta thấy là được sản phẩm này được bao bọc rất là cẩn thận. Đây chính là chiếc nắp ngồi êm sử dụng cho các loại bàn cầu mà chúng ta có thể lắp được nắp êm. Sản phẩm được bọc rất là kỹ các bạn ạ. Mình sẽ tiến hành mình cắt xé luôn để chúng ta xem trực tiếp bên trong nhé. Chúng ta thấy rằng là đi kèm với trong sản phẩm này là cái bộ lắp đặt này, ốc vít đi kèm để lắp đặt cái chiếc nắp êm này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là mở phần từ bóng ra để chúng ta cùng xem trực tiếp. Đó, chúng ta thấy rằng là cái hình thức của cái chiếc nắp êm này nó rất là đẹp và nó rất là sáng bóng, thì chúng ta nhìn chúng ta thấy có thể là ưa thích ngay, rất là ưa mắt, rất là ưa nhìn. Chúng ta cùng xem qua. Chính là nắp êm. Thì đây là phần bệ ngồi. Chúng ta lắp vào phần bệ ngồi của bàn cầu. Thì ngay trên bề mặt của chiếc nắp này có in thương hiệu Platinum của Vigracera. Có phần tem ghi chú ý. Cách bao quát hơn cái sản phẩm này. Để tiến hành là đẩy lật xuống từ từ để chúng ta cùng nhìn. Sẽ là như vậy. Chúng ta cùng xem cái phần mặt sau của chiếc nắp êm này, nó sẽ có thiết kế như thế này. Để chúng ta có thể lắp đặt. Đây là phần mặt sau của sản phẩm các bạn nhé. Thì cái phần nút ấn này nó chính là để phục vụ cho cái việc lúc chúng ta lắp đặt. Thì nó giúp là giữ cái phần ốc lắp ở đây này là phần nút ấn. Thế thì dòng sản phẩm này được sản xuất với cái vật liệu của nó là cái nhựa UF, tức là nó sẽ là chống xước và bền màu. Ngoài ra thì mình sẽ đo thử cái kích thước của cái nắp êm này bằng ngón tay thử xem. Thì cái chiều ngang nó tầm khoảng 37 cm và chiều dọc này rơi vào tầm khoảng 45 cm các bạn nhé. Thì dòng sản phẩm này có cân nặng khoảng là 2 cân 3 lạng và có xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập khẩu từ Vigracera. Vâng, như vậy là mình đã đập hộp dòng sản phẩm và cung cấp những cái thông tin cơ bản nhất về dòng sản phẩm này. Với chiếc nắp êm này thì các bạn có thể lắp đặt cho những chiếc bàn cầu tương ứng, có thể là của thương hiệu Inox, Vigracera hay là Toto đều lắp đặt được nếu phù hợp kích thước, và là những cái chiếc bồn cầu có thể lắp đặt được những cái dòng nắp khác. Nếu các bạn có sự ưa thích và muốn mua dòng sản phẩm này, có thể đến tại các địa chỉ cửa hàng showroom thiết bị vệ sinh bên mình, hoặc là liên hệ với chúng mình theo số điện thoại ở ngay bên dưới phần mô tả dưới đây. Video của chúng mình đến đây là kết thúc.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.